Gần đây, trà lưu dán miệng khi ngủ đã thu hút 38,5 triệu lượt xem trên TikTok và được nhiều người học theo. Các video này chỉ cách xử lý tiếng ngáy hàng ngày bằng việc dán băng keo lên miệng trước khi đi ngủ. Vì vậy, họ đã tuyên bố trong video rằng việc dán miệng khi ngủ sẽ tăng khả năng thở bằng mũi, giảm ngáy, giúp ngủ ngon hơn, thậm chí là giảm nguy cơ sâu răng và mang lại hơi thở tốt hơn vào buổi sáng. Một người dùng TikTok chia sẻ, Thành thật mà nói, dán miệng đã giúp tôi có một giấc ngủ ngon hơn, mang lại nhiều năng lượng vào buổi sáng. Trong khi đó, giáo sư David Truman, trường y, đại học Emory cho biết, việc dán miệng khi ngủ để giảm ngáy có thể có khả thi. Tuy nhiên, không có nhiều bằng chứng cho thấy nó thực sự giúp giảm chứng ngưng thở khi ngủ hoặc cải thiện sức khỏe của bạn. Thậm chí, việc dán băng keo lên miệng khi ngủ có thể không an toàn với nhiều người như gây khó thở nếu bạn bị nghẹt mũi hơi thở tồi tệ hơn khi ngủ, dị ứng, kích thích môi do băng keo và khô môi. Giáo sư nói, tôi không ủng hộ việc dán miệng khi ngủ, nó có thể gây ra nhiều hậu quả nguy hiểm đến tính mạng. Cũng cùng ý kiến tương tự, chuyên gia giấc ngủ, người phát ngôn của Học viện Y học giấc ngủ Mỹ, khẳng định phải thận trọng khi sử dụng băng keo dán miệng. Trước khi sử dụng chúng, bạn phải đảm bảo mũi không gặp các vấn đề như lệch vách ngăn, theo ông, thở bằng mũi khi ngủ rất tốt cho sức khỏe tổng thể, bởi khả năng làm ẩm và lọc không khí tốt hơn khi thở bằng miệng. Điều này làm cho không khí bạn hít vào sẽ ít gây khó chịu cho phổi hơn. Trên thực tế, khi thức dậy vào buổi sáng, bạn sẽ không bị khô miệng hoặc hơi thở có mùi khi bạn thở bằng mũi. Ngoài ra, việc hít thở bằng mũi khi nghỉ ngơi có thể làm tăng oxit nitric, một hợp chất giúp điều hóa huyết áp. Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng, dáng miệng khi ngủ không phải là cách duy nhất để bạn có thể thở bằng mũi khi ngủ. Vị chuyên gia gợi ý một số điều bạn có thể làm để tránh thở bằng miệng và ngáy, như nằm nghiêng khi ngủ, không uống rượu trước khi ngủ, tập thể dục thường xuyên, cân nhắc các loại thực phẩm và thời gian nạp vào cơ thể. Ông nhấn mạnh, ngoài ra bạn cần đến gặp bác sĩ để kiểm tra xem có bị chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn hay không. Nếu bạn đang gặp khó khăn để có được một giấc ngủ như mong muốn, thay vì dán miệng, hai vị chuyên gia đưa ra 10 gợi ý. Thứ nhất, tránh ăn hoặc uống 2-3 giờ trước khi đi ngủ, nếu bạn đã uống đủ nước. Thứ hai, thường xuyên đi bộ và có tiếp xúc ánh sáng mặt trời. Thứ ba, tắm vòi sen hoặc bồn tắm nước ấm để thư giãn trước khi đi ngủ. Thứ tư, tập thở bằng kỹ thuật 4, 7, 8, hít vào trong 4 giây, giữ trong khoảng 7 giây và thở ra trong 8 giây. Không uống rượu 3 đến 4 giờ trước khi đi ngủ. Không ăn tinh bột 2 giờ trước khi đi ngủ. Đi vệ sinh trước khi đi ngủ. Đặt nhiệt độ vòng khoảng 20 đến 22 độ C và tắt màn hình hoặc chuyển điện thoại sang chế độ ban đêm ít nhất là 1 giờ trước khi ngủ. Và cuối cùng, bạn nên sử dụng tiếng ồn trắng thay vì các chương trình truyền hình làm bạn mất tập trung. Tiếng ồn trắng là âm thanh đặc biệt dễ chịu, có thể loại bỏ đi những tiếng ồn xung quanh. Hai vị giáo sư cũng cho biết, tất cả các khuyến nghị trên sẽ có những tác động khác nhau đối với từng người, vì vậy nên cân nhắc để lựa chọn phương pháp cho phù hợp.